anh Tây ngây thơ với phát hiện chấn động khiến cộng đồng mạng Việt Nam cười rụng rốn. Mọi người ơi, ở trên đường Nguyễn Huệ Phúc gặp con chó này, nhìn đi mọi người ơi. Trời ơi, con chó này tên là gì vậy? Con mèo. Một con chó tên là con mèo. Kỳ cục quá. Một anh Tây khá dễ thương và nói tiếng Việt rất rành rỏi. Anh này tên Việt Nam là Phúc và được cộng đồng mạng gọi với một cái tên thân thương là Phúc Mập vì thân hình khá là mỏng mỉm. Mới đây, anh đã phát hiện một chấn động mà ai xem xong cũng chỉ biết cười không nhặt được mồm. Trong khi đi dạo phố, đi bộ Nguyễn Huệ, anh chàng có bắt gặp một bạn trẻ trên tay đang ôm một con mèo. Anh vui vẻ hòa đồng tới bắt chuyện, không hiểu một siêu năng lực nào đã khiến anh phải nghĩ con vật trong đoạn clip là con chó. Có lẽ anh biết mình đã sai nhưng vẫn vui vẻ hỏi tên của con vật này. Khi được bạn trẻ nói lại đây là con mèo thì lúc đó biểu hiện của anh khiến dân mạng cười xỉu. Một pha tạo nên tiếng cười đến cộng đồng mạng không chỉ ở Việt Nam mà vươn ra cả thế giới. Đoạn clip sau khi được đăng tải đã khiến không ít người cười 6 ngày 6 đêm. Đa số các dân mạng đã để lại bình luận cho sự hài hước của anh trai này. Ủa? Vậy rồi con này là con chó hay là con mèo vậy các anh em? Xem xong tôi lú ngang mất. Đây là kiến thức mới, tôi nghĩ nên cho vào sách giáo khoa. Cú sốc đầu đời khi thách đấu ra đường gặp đúng cao thủ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin Ngắn 3 Phút để cập nhật những thông tin nóng hổi mỗi ngày nhé.